xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Sống Đời Sống Phật trên đài ABC ngày hôm nay. Giờ này xin quý vị theo dõi phần 2 của chương trình. Thưa Thầy, vừa rồi Thầy đã giảng về điều thứ 9, đó là mình không nên nói hoặc tiếp xúc nhiều với một người nhiều việc hoặc là người bận rộn. Thì thưa Thầy, chúng con cũng đã nói ra những cái ví dụ hay gì đó trong cuộc đời chúng con và cũng riêng con. Nếu mà mình đang bận rộn hay là mình muốn làm cái gì nhanh chóng đó, mình cũng ít nói chuyện và người ta hỏi thì cũng trả lời một hai câu cho xong thôi, chứ mình không có tiếp tục nói chuyện. Thì con nghĩ mấy cái đó người ta cũng phải hiểu là mình bận rộn rồi, phải không Thầy? Nhưng mà nhiều người thì cứ tiếp tục hình như có rảnh hay là muốn mà mình phân tâm thêm á, thì con phải nói như thế nào để họ hiểu là tôi cần như là một cái thời gian riêng, đừng quấy rầy thôi nữa, là một cái cách như là nghe được nhất. Đó. Yeah. Cái đó cũng là một cái điều phức tạp và rất rất là tế thiệt. Nhất là đối với những người họ rất là quý mến chúng ta, họ cũng không có thời giờ. Rất có thể họ từ xa lặn lội đến để họ thăm viếng, và họ có một cái chuyến bay chỉ trong một cái thời gian rất là gần, họ phải ra phi trường ngay. Vì vậy mà họ sợ là trong tương lai họ không còn cái cơ hội để có thể nói chuyện, thăm hỏi chúng ta nữa. Từ ở xa đến thăm viếng, hoặc giả là không phải từ ở xa mà ngay cả những người ở rất là gần, bây giờ họ muốn đến là tư giá chúng ta, họ muốn tâm sự, họ muốn chia sẻ một vài cái điều rất là quan trọng trước khi họ đi xa, có thể là 10 năm, 20 năm ở một cái quốc gia nào đó. Mà vì cái công việc quá bận rộn cho nên chúng ta không có một cái khoảng thì giờ dù rất là ngắn dành cho họ. Thì trong những cái trường hợp như vậy, tất nhiên là họ có những cái nỗi buồn riêng, dù họ nói hay không nói. Hay chả là đôi khi họ nghĩ rằng là mình bây giờ mình đổi tánh rồi, mình có những cái địa vị cao hơn, mình có những cái công việc mà cái đồng lương, cái việc thu nhập nó cao hơn, cho nên mình không còn quan tâm gì đến tình bạn, thậm chí đó là những người ở trong gia đình, những thành viên trong gia đình. Cho nên cái điều mà chúng ta làm sao để họ hiểu được mình đang có một cái công việc rất là quan trọng và nó cũng đòi hỏi mình phải giải quyết cái công việc đó trong một cái thời gian cố định, thì vấn đề ở đây là chúng ta hay chăm sóc cái hơi thở của mình. Mình phải hít vào thật sâu, thở ra thật dài, thật điều đặn, an lạc, thật là nhu nhuyễn, theo dõi hơi thở của mình để rũ bỏ tất cả những cái căng thẳng, những cái lo lắng, những cái mà nó biểu hiện qua những cái lời nói, những cái cử chỉ, kể cả những cái đường nét trên khuôn mặt của mình, những cái ánh mắt khó chịu chẳng hạn, do vì căng thẳng, ác giả là mình nghĩ người này sao thiếu ý thức quá, không hiểu mình đang bận rộn với bao nhiêu công việc như thế này mà cứ đến nói cái này nói cái kia, làm như là mình rảnh lắm vậy. Đại khái vậy, nhiều khi mình muốn thét lên. Thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta phải tự chế, phải tập hít thở để cho những cái căng thẳng nó lắng xuống, rồi mình có thể dùng
một cái loại ngôn ngữ mà trong đạo Phật gọi là á ngữ, rất là nhẹ nhàng, rất là tế nhị, rất là lịch sự, để có thể giúp cho họ hiểu được mình. Mình rất là trân quý cái thì giờ quý báu của họ, cái tình cảm cao quý mà họ đã dành cho mình ở một cái thời khắc mà rất tiếc là mình quá bận rộn. Mình có thể thưa cô hay là thưa anh hay thưa chú hay thưa bác, nếu mà những người lớn tuổi hơn mình là cô đang có một cái việc rất là gấp, cô phải giải quyết cái việc này trong vòng nửa tiếng, trong vòng 10 phút. Nếu có thể xin phép mà để cô sẽ thưa chuyện với bác hay với chú sau khi mà cô giải quyết xong cái việc này. Hay chả là con sẽ điện thoại, con sẽ email, nếu mà con không có thời giờ có thể là ngày mai, hay chả là cuối tuần, đại khái vậy đó. Thì nếu là một cái người hiểu chuyện, họ nhìn thấy được cái công việc rất là quan trọng của mình cần phải giải quyết trong một cái thời gian rất là ngắn, họ thông cảm và họ sẽ không có phiền hà. Và ngược lại, nếu mà họ không có hiểu mình, họ không có thông cảm mình, thì chắc chắn là những cái cảm nhận phiền hà là một cái cảm nhận không thể tránh được. Cho nên người xưa nói rằng là thất nhân thì tu hữu thức. Mình muốn biết người thì mình cần phải có một cái ý thức, cần có một cái trình độ. Nó rất rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Thì hai cô nghĩ sao? Hai cô có ý kiến gì không? Cái câu hỏi của con thì thầy cũng đã giảng là con hiểu hơn là thầy nói đúng là lúc mà mình đang bận rộn mà mình thấy một cái sự phân tâm nào đó thì thường thường mình cứ nóng tính lên, thì mình cứ nghĩ là ồ tại sao người này rảnh quá, cứ như là quấy rầy mình. Vậy thì cái điều trước nhất mình nên làm thì con nghĩ là con sẽ phải tập luyện là có phải là từ từ nghĩ lại và hít thở, và lúc đó mình mới biết là mình lên làm như thế nào và cũng như nên nói như thế nào để người khác hiểu, và không có bị, không có gọi là nói mạnh hay là nói lớn tiếng quá. Cái đó rất là quan trọng. Bởi vì người xưa họ nói rằng là nhĩ văn bất như một kiến, một kiến thì bất như túc tiền, tai nghe không bằng mắt thấy không bằng những cái việc làm nó thực tiễn, nó sẽ chứng minh được. Thì cô học nhân nghĩ sao, ví dụ như bây giờ cô đang bận rộn về một cái công việc gì đó mà có một cái người nào đó họ không hiểu, cứ là đến là quấy rầy, họ ngồi la lê nói chuyện, rồi cô phải đối xử như thế nào? Chỉ là họ cũng bận nhưng mà vì họ cần phải đi xa, họ muốn đến để mà họ nói cái lời giả biệt, thì cô có bực mình hay là cái thái độ của cô như thế nào? Để... thì con rất là feel guilty, tại vì con biết là con nóng tính lắm. Thì mới đây á, con cũng bị một cái tình trạng giống như vậy, rồi con giống như không có thông cảm người ta mà con còn giận lên, rồi không muốn nói chuyện với người ta, rồi im rồi rầu đủ thứ hết, rồi làm người ta rất là buồn, tại vì con không có hiểu người ta là cái lòng của người ta là từ cái thương, rồi cái mến, rồi con giận lên là làm như là con không có quý người ta. Thì con phải tập hít thở giống như thầy dạy. Đúng vậy, nhưng mà không phải là chỉ đòi hỏi bản thân của những cái người đang bận rộn với công việc, mà kể cả những người khác cũng phải ý thức, phải có những cái ý thức rằng là người bạn của mình hay là người thân của mình đang đối diện với vô số công việc quan trọng, không nên làm phiền, không nên quấy rầy, không nên để cho cái người mà mình thương mến phải bị phân tâm, phải bị rối trí, phải bị khó chịu. Nói chung nó đòi hỏi cái sự hiểu biết và cảm thông của cả hai bên, chứ không phải là
chỉ có một bên. Nếu mà một bên không thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì một bên hiểu được vấn đề nhưng mà ở phía khác không hiểu được vấn đề thì mình cũng chưa có thể giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo. Cho nên nó đòi hỏi là phải có cái sự hiểu biết, phải có cái sự cảm thông, từ đó mà mình có thể tha thứ, mình có thể bỏ qua, dẫu cho cái người đó rất có thể vì sơ ý, lỡ lờ hoặc giá là có những cái thái độ nào đó mà nó làm cho mình buồn phiền, mình cũng phải đặt mình trong cái tâm trạng của người khác, huống từ vi tha, tức là mình đặt cái địa vị của mình vào cái hoàn cảnh của người khác để có thể hiểu được họ, và từ cái sự hiểu biết như vậy mà mình mới có thể thông cảm, có thể tha thứ, kể cả những cái trường hợp mà nó xảy ra làm cho mình phải bị thương tổn, làm cho mình phải có những cái cảm nhận rất rất là khó chịu. Dạ, thưa thầy, vậy là con phải trao đổi, phải dùng cái ái ngữ giống như thầy nói phải không? Đúng vậy, ái ngữ để mà tạo ra cái ý thức ha thầy. Đúng vậy. Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay. Một câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề tâm linh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc chủ đồ ngự 714-890-9513, 714-890-9513 hoặc chủ yếu pháp 626-614-0566, 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.